đây này đầu đây góc nhỉ? Lãnh đạo. Không. Này, đâu? Đâu? Bây giờ em hỏi các anh nhé. Đang hỏi. Chúng ta có trả lời chúng ta. Ăn đúng đi. Này, ăn chè kho nhé. Chè kho nhà nấu. Ông ơi, chưa nói đến các bố. Giờ nó hỏi, có trả lời không? Đâu? Dân tộc Việt Nam. Kha. Tết thì bác phải mấy Tết thì đi nhông giả thì lại nhớ bằng cái nhà xanh giống là mồm giống cái đường mặt quá tai em thì bao bình tĩnh nó bé không thể giống một tí nào luôn đấy mà bây giờ lớn lên không có từ gì không duy cái từ gì bao nhiêu năm làm cái từ gì dài ra không có bao giờ chuyện hoàn toàn chuyện một cái là vô ăn thử đi ạ. Cái từ gì nhận nước thế nào, cái từ gì nhận nước, còn từ gì nhận nước thì quá chặt chẽ. Phải đây. Theo kiểu một năm nó nấu chè đường trắng, năm nay nó nấu chè đỏ. À đường đỏ. Đường đỏ đậm hết. Đi làm thế là chuẩn. Trong chung làm chuẩn. Một từ nó nấu. Hai là công tác chuẩn bị vật tư thiết kế chi tiết. Sau đây em gọi bong này thế là xong. Ừ, thì ngày xưa mà trước là các cụ là chè kho. Đây 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 đưa đưa cho chè kho một cái chè tối qua hôm qua các em nó sang bà Mai có bảo bày một cái sang lát rồi mang cho cháu đĩa, nó mang lên đây 5-6 đĩa như to mà sang có xây dựng một thế cháu tôi đó mang cho mỗi nhà nữa các nhà kia nó không mang về nhà này chỉ có vị trí trong vòng trung gian như xem mẫu mã chi tiết để chốt giá để đọc ngày sang Bắc Mai đầu tiên này đi sang Bắc Mai còn những cái ruột là rất dễ chỉ lâu thôi nhưng mà dễ tối 30 nó mới mang lên mình cắt mùi hơi bên ngoài nó xong rồi nó vẫn hoài kiểu đóng lại cửa mang lên chỗ mang lung tung hôm mới sang đây xong rồi mở ra bảo không lấy rồi là thôi em chả nấu nướng cái đâu nấu cái chả nướng lào lan rồi quay lại bây giờ tính sao sang năm khoảng như thế không quan trọng. Ờ thôi em ra mua 15 nghìn là xong. Đĩa bé tí gọi là tượng trưng thôi. Phải gấp. Đương nhiên. Đá bảo thôi bên này năm nào tôi nấu tôi mang cho bà xóm. Ngài bắt tội con quần nhanh nó lên xong rồi tối biết tôi nghỉ nó hội hội vàng nó xách cho đây hai đĩa bảo ôi thôi mà ông ấy thì không lấy đâu. Người ta có rồi họ tôi bảo mẹ rồi. Mở cái mỏ là những lần vào đầu mỏ mở cả trả ấy đâu chỗ bây giờ ba phải tiến mà thành quyết liệt đúng rồi là ấy thôi mệt lắm mà bà ấy cận tính ấy bà ấy làm cầu kỳ làm cái gì cũng cầu kỳ bảo thế thì chịu khổ ông năm nay đấy duy ơi dạ. Còn bánh đằng sau cơ vâng thôi cứ bỏ ra đây thôi cho anh nhấm bỏ đây nhấm cho vui vâng thôi cho nó ăn đi tiếp tôi không có gì ăn ngon.